Vừa rồi thì ông Nguyễn Chiết đã phải điều chỉnh lại cự ly hàng rào trước quả đá phạt của Quang Hải. Không được. Người vừa phá bóng đó là Rabuali. Văn Vũ. Những đường tạt cánh đánh đầu là điều mà ông Chu Đình Nghiêm đã rút kinh nghiệm với các học trò của mình khi họ phải đối mặt với BKMX Bình Dương ngày hôm nay. Đá cao nhất trên hàng công của câu lạc bộ BKMX Bình Dương là Chinedu Udoka. Và với cách sắp xếp của huấn luyện viên Trần Minh Chiến thì chân sút nội rất tốt cho màu áo BKMX Bình Dương, đó là Tiến Linh, ngày hôm nay đá trong vai trò một hộ công. Tiến Linh đã có 11 bàn thắng tại V-League. Anh có 5 bàn thắng bằng chân phải, 4 bàn thắng từ những pha dứt điểm chân trái. Đó là một con số thống kê rất ấn tượng và có thể sẽ giúp cho cuộc cạnh tranh cho vị trí tiền đạo trong đội hình của huấn luyện viên Park Hang-seo trong giai đoạn chuẩn bị cho ASEAN tới đây diễn ra gắt gao và có chất lượng hơn. Moses, Hùng Dũng, phối hợp nhỏ khá hay, ngân vào đây, ra đây Văn Kiên, vẫn còn. Chiều cao giúp cho Bùi Tấn Trường không gặp phải nhiều khó khăn trong tướng bóng bổng vừa rồi. Nhưng đó là một pha bóng mà các cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Hà Nội đã có một pha phối hợp nhỏ nhuyễn ở bên phía là cánh phải, hết sức quen thuộc với những ai thường xuyên theo dõi đội bóng này trong mùa giải năm nay. Trận đấu bán kết lượt đi còn lại đã kết thúc vào thời điểm này khi mà Sông Lam Nghệ An tiếp tục đà phong độ ấn tượng khi họ đã có được thắng lợi 3-2 ngay trên sân của FC Thanh Hóa. Như vậy Sông Lam Nghệ An sẽ có lợi thế trước khi bước vào trận đấu bán kết lượt về diễn ra vào tháng 9. Đoàn Văn Hậu, Hùng Dũng, khó khăn đến với các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội trong chặng đường đã trôi qua của cúp quốc gia năm nay chính là đối đầu với câu lạc bộ Hoàng Gia Lai tại tứ kết. Đấu mà họ đã chỉ ghi được một nhiều lợi thế khi bàn thắng trên sân khách. Cơ hội không thể dứt điểm. Vẫn còn. Không vào. Những pha ám thành liên tiếp của các cầu thủ chủ nhà. Không có gì là ngạc nhiên cả. Họ có quá nhiều những phương án tấn công hướng về khung thành của đối thủ mỗi khi được chơi trên sân nhà hàng đấy. Và ngay cả những trận đấu đã bị dẫn trước tới 3 bàn như ở cuối đầu với câu lạc bộ Nam Định thì mọi thứ cuối cùng vẫn có thể có điểm dành cho đội quân huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Có được sự tập trung vào một màn trình diễn tốt nhất. Moses. Pha giữ bóng không thành công của Moses. Chinedu vẫn đang là cầu thủ của BKMX Bình Dương. Chinedu, bóng không thể tới được vị trí của Tiến Linh. Sẽ có một quả đá phạt dành cho đội khách BKMX Bình Dương. Trong những phút thi đấu vừa qua thì hàng tiền vệ của BKMX Bình Dương đã có được sự điều tiết nhịp độ khá tốt từ đội trưởng Tấn Tài. Bắt chính trong khung thành của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ngày hôm nay là thủ môn Phí Minh Long, người mà hầu hết những lần xuất hiện trên sân hàng đẫy ở mùa giải này đều ít nhiều khiến cho các cổ động viên của câu lạc bộ Hà Nội phải thót tim với những pha xử lý của mình. Cự ly là 32m tới khung thành của đội chủ nhà. Những đường bóng bổng xuất hiện rất nhiều về phía khung thành của Phí Minh Long. Đó chắc chắn sẽ là lối chơi mà BKMX Bình Dương sử dụng cho trận cầu này. Niu Hoàng Max, Văn Quyết. Và xử lý tốt của Văn Quyết. Ngân Văn Đại. Oseni chưa thể bình phục chấn thương một cách hoàn toàn. Và Samson là lựa chọn đá chính. Samson đã có 2 bàn ở cúp quốc gia tính cho tới thời điểm này. Quang Hải, Văn Quyết hơi mạnh. Đó là nỗ lực cứu bóng không thành công của Quang Hải.
trời mưa sân trơn và nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới chất lượng của những pha phối hợp. Nguyễn Văn Đại pha làm tường khá hay của Vũ Sam Sơn, không được. Người đã kịp thời can thiệp bên phía BKMX Bình Dương là hậu vệ Xuân Luân. Đoàn Văn Hậu bóng vẫn đang lộn xộn trước khu vực 16-50 của đội khách. Trong số 4 cầu thủ trên 23 tuổi mà huấn luyện viên Park Hang-seo gọi tập trung thì 3 trong số đó nằm trong biên chế của câu lạc bộ Hà Nội và BKMX Bình Dương. Câu lạc bộ Hà Nội có 2 cầu thủ trên 23 tuổi được gọi là Đỗ Hùng Dũng và Văn Quyết. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha phối hợp giữa Ngân Văn Đại và Hoàng Vũ Sam Sơn. Moses Oseni chấn thương và như huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã nói, ông sẽ buộc phải sử dụng Hoàng Vũ Sam Sơn cho vị trí trung phong cắm. Chân sút số 1 của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội Tài Vinh cho tới thời điểm này vẫn đang chưa hồi phục hoàn toàn. Ngày hôm nay thì Oseni cũng đã có tên trong danh sách đăng ký dự bị của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Ta vừa được xem lại tình huống phạm lỗi của Văn Kiên. Những tình huống cố định sẽ mang lại cơ hội không ít cho BKMX Bình Dương. Chiếc hộp xịt của trọng tài Nguyễn Hiền Chiết đã gặp phải vấn đề ngay từ thời điểm đầu trận. Ông gặp phải nhiều khó khăn trong việc có thể định hình lại cự ly hàng rào trong những quả đá phạt của hai đội bóng kể từ đầu trận. Sẽ là quả đá phạt của Tấn Tài, khá nguy hiểm. Đó là một cú đá thẳng về khung thành của thủ môn Phí Minh Long. Cơ hội rõ rệt và bất ngờ nhất mà BKMX Bình Dương sở hữu kể từ đầu trận. Ta sẽ cùng xem lại quả đá phạt vừa rồi của Tấn Tài. Một tình huống mà thủ môn Phí Minh Long có lẽ là đã không có được một phán đoán chuẩn xác nhất. Là một bài toán khó giải với bất kỳ đội bóng nào. Và đánh chặn thành công của Moses. Văn Quyết, quả người khá hay, Văn Quyết. Cơ hội dành cho Hùng Dũng chân trái. Một cú sút xa khá bất ngờ. Nhưng như đã nói thì với chiều cao của mình thì Bùi Tấn Trường vẫn đang xử lý tốt trong những tình huống như vậy. Đó là một pha dứt điểm kỹ thuật của Đỗ Hùng Dũng. Người xuất hiện quả đá phạt góc là Quang Hải. Vẫn là những tình huống treo bóng về phía cột gần. Một bài đá phạt góc quen thuộc của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Họ đã có bàn thắng mở tỷ số vào lưới của Anh Gia Lai tại V-League trong lượt đi bằng một pha xử lý như vậy. Moses quả tạt của Quang Hải. Đánh đầu. Và dứt điểm vừa rồi thuộc về Ngân Văn Đại. Những cơ hội liên tiếp xuất hiện dành cho đội chủ nhà. Vừa rồi là một pha bóng mà Ngân Văn Đại đã dứt điểm ở vào một tư thế có thể nói là không thực sự tốt. Anh đã bị trợ lý trọng tài Phạm Mạnh Long căng cờ báo hiệu việt vị. Đúng tranh chấp với trung vệ Rabu Ali. Đây là các cổ động viên của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội
Trời đổ mưa to ngay khi trọng tài Nguyễn Đình Chiết nổi còi bắt đầu trận đấu. Họ vẫn đang tiếp tục cổ vũ cho đội nhà một cách nhiệt tình. Trước đó cuộc đấu với Nam Định thì các cổ động viên của hai đội cũng đã đội mưa để cổ vũ và tạo ra một trận cầu mãn nhãn với 6 bàn thắng. Thêm một quả đá phạt nữa được dành cho đội khách. Từ giờ cho tới cuối trận đấu thì chắc chắn sẽ còn nhiều pha va chạm giữa Tấn Tài và Moses, các tiền vệ trung tâm của cả hai bên. Trước quả đá phạt đang là Đinh Hoàng Max. Đó là một cú đá thẳng. 1-0 dành cho BKMX Bình Dương. 1-0. Một quả đá phạt trực tiếp cực kỳ đẹp mắt. Lợi thế dành cho đội khách của huấn luyện viên Trần Minh Chiến. Đó là một bàn thắng vô cùng đẹp mắt. Gương mặt không biến sắc của huấn luyện viên Trần Minh Chiến. Đội bóng của ông đã có được bàn thắng mở tỷ số. Và một lần nữa thì Phí Minh Long lại trở thành một trong những diễn viên bất đắc dĩ trong những siêu phẩm mà các đội khách đã ghi được vào lưới của câu lạc bộ Hà Nội trong những trận đấu mà thủ môn này bắt chính. Bàn thắng rất đẹp mắt của Đinh Hoàng Max đã đưa BKMX Bình Dương dẫn 1-0. Ta sẽ cùng xem lại quả đá phạt trực tiếp vừa rồi. Cự ly là 30m tới khung thành của đội chủ nhà. Và Đinh Hoàng Max đã thực hiện nó một cách hoàn hảo. Bàn thắng. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa quả đá phạt của Đinh Hoàng Max. Tiến Linh. Khai. Chi Đê Đu. Xuống. Pha xoay người dứt điểm nhưng không đủ lực để có thể gây khó với thủ môn Phí Minh Long. Tấn Tài. Chuyển hết sức hợp lý của Tiến Linh. Một tình huống 4-3 của cầu thủ BKMX Bình Dương. Tấn Tài. Có lại dứt điểm không vào. Rất đáng tiếc. Pha dứt điểm vừa rồi là của Tiến Linh. Cách mà câu lạc bộ Hà Nội đang phòng ngự ở những phút thiếu vừa qua không thể làm cho các cổ động viên nào của họ cảm thấy hài lòng được. Quả đá phạt góc dành cho BKMX Bình Dương. Ta cùng xem lại pha băng vào và dứt điểm rất nhanh của Tiến Linh. Để chống chọi lại những tình huống tạt cánh đánh đầu của câu lạc bộ. Quả đá phạt góc của Văn Quyết. Cơ hội dành cho Moses. Có lại dứt điểm. Cầu. Bóng đã chạm chân Hoàng Vũ Samson cuối cùng trước khi hết đường biên ngang. Một tình huống mà có thể coi là trung phong của đội chủ nhà đã trở thành một hậu vệ bất đắc dĩ. Hãy cùng xem lại tình huống dứt điểm vừa rồi của Moses. Đáng tiếc cho cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội. Họ vừa bỏ lỡ cơ hội để có thể san bằng tỷ số. Rất nhanh, cú chạm bóng vừa rồi là của Quang Hải. Văn Quyết. Đánh đầu! Tỷ số được san bằng 1-1 cho đội chủ nhà câu lạc bộ Hà Nội. Đó là pha lập công thứ 3 của Hoàng Vũ Samson trong khuôn khổ của quốc gia mùa này. Chỉ 1 phút sau khi trở thành hậu vệ bất đắc dĩ để cứu thua cho trọng tài của BKMX Bình Dương thì một pha đánh đầu cắt mặt đã giúp cho Hoàng Vũ Samson lập công chuộc tội. Tỷ số là 1-1 cho đội chủ nhà. Văn Quyết hết sức bình tĩnh chỉnh bóng trước khi có một quả tạt quá tốt giúp cho người đồng đội Hoàng Vũ Samson lập công. Hai bàn thắng đã được ghi cho tới thời điểm này.
Như vậy là trong khuôn khổ các trận đấu bán kết lượt đi diễn ra trong buổi chiều ngày hôm nay, tổng cộng ở hai trận đấu đã có 7 pha lập công. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha đánh đầu của Hoàng Vũ Samson. Quả tạt được thực hiện bởi đội trưởng Văn Quyết. Hoàng Vũ Samson đã có một tình huống tranh chấp vượt trội so với người theo kẻ mạnh là Rabu Ali. Tấn Tài, những diễn biến của trận đấu này đã trở nên hấp dẫn hơn. Văn Vũ chân trái, cú vào, thêm một cú dứt điểm nữa. 2-1 cho BKMX Bình Dương. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Chỉ một phút sau khi mà BKMX Bình Dương phải đón nhận bàn thua, Tôn Vũ bằng hai pha dứt điểm liên tiếp bằng chân trái đá một lần nữa khôi phục lại lợi thế dẫn bàn cho đội khách. 2-1. Một lần nữa thì đội quân của huấn luyện viên Trần Minh Chiến vươn lên dẫn trước đối thủ. Và kịch tính của hai trận đấu bán kết lượt đi Cúp Quốc gia năm nay, 5 bàn thắng được ghi trên sân vận động Thanh Hóa khi Sông Lam Nghệ An vượt qua đội chủ nhà ở trận đấu đã kết thúc. Và đây là tình huống dứt điểm đã mang lại bàn thắng thứ hai cho BKMX Bình Dương ở trận đấu này. Hai cú dứt điểm liên tiếp được thực hiện bởi Tô Văn Vũ. Đây là bàn thắng đầu tiên của Tô Văn Vũ. Một quả đá phạt dành cho đội chủ nhà câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội. Niềm vui của các cầu thủ chủ nhà không kéo dài lâu sau bàn thắng của Hoàng Vũ Samson. Như vậy là 3 trận đấu gần đây nhất ở tất cả các đấu trường trên sân vận động Hàng Đẫy, tỷ số bàn thua mà cầu thủ câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội đã phải đón nhận lên tới con số 8. Đây là một góc sút phạt phù hợp với cái chân trái của Quang Hải. Tỷ số vẫn đang là 2-1 nhưng về phía BKMX Bình Dương. Quang Hải, với những tình huống bóng bổng chậm như vậy thì không phải là vấn đề. Đội chủ nhà đang đánh các đội hình và mong muốn sẽ có được bàn thắng sang tỷ số trước khi bước vào giờ nghỉ giữa hai hiệp. Văn Quyết, Quang Hải, một tình huống phối hợp trung lộ đến vào đây. Và dứt điểm có phần hơi với. Như vậy là khi mà Tô Văn Vũ nhận bóng trước khi đi bóng vào phía trong và dứt điểm để cuối cùng mang về bàn thắng sang bằng bàn thắng vươn lên dẫn trước cho BKMX Bình Dương thì anh đã ở vào thế việt vị trước đó. Đây sẽ là những diễn biến cuối cùng của hiệp đấu này. Bóng vừa chạm đầu của Đoàn Văn Hậu. Phản công. Tốc độ của Tô Văn Vũ. 4-3. Văn Vũ xuống bóng, cầu vào. Như vậy là trọng tài Nguyễn Chiết đã nổi còi kết thúc hiệp 1 cuối đầu giữa Hà Nội gặp BKMX Bình Dương. Trận đấu trong khuôn khổ bán kết lượt đi của Cúp Quốc gia mùa giải năm nay. Trên sân Hàng Đẫy, đội chủ nhà đang bị BKMX Bình Dương dẫn trước với tỷ số 2-1. Hai bàn thắng của đội khách trong hiệp đấu vừa rồi thuộc về Đinh Hoàng Max và Tô Văn Vũ.
Trong khi đó thì bàn thắng duy nhất của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội được ghi bởi Hoàng Vũ Samson. Không được. Dứt điểm. Chắc chắn là trong hiệp 2, các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội sẽ phải thi đấu tập trung và nỗ lực hơn. Và bơm dẫn tới Vũ Samson. Trợ lý trọng tài đã căng cờ báo hiệu việt vị đối với Hoàng Vũ Samson. Cầu thủ của đội chủ nhà chưa có được cú đúp ở trong trận đấu ngày hôm nay. Hoàng Vũ Samson chính là người đã ghi bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 cho cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội ở trong hiệp đấu đầu tiên. Lỗi việt vị của Hoàng Vũ Samson. Trong hiệp 1 thì Tô Văn Vũ trong hướng nhận bóng. Cố 3-1 cho BKMX Bình Dương. 3-1. Những bàn thắng đến với BKMX Bình Dương để chứng minh cho hiệu quả trong lối chơi với những gì mà huấn luyện viên Trần Minh Chiến đã chuẩn bị cho đội bóng của mình ở cuối đầu ngày hôm nay. Lần thứ 3 liên tiếp trên sân Đèo Bàn Đáy trước các đối thủ Thành phố Hồ Chí Minh, Nam Định và bây giờ là BKMX Bình Dương. Câu lạc bộ Hà Nội phải đón nhận 3 bàn thua. Cú đúp của Văn Vũ. Và đây là gương mặt chắc chắn là rất thất vọng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Tô Văn Vũ tiếp tục đi tên mình lên bảng tỷ số. Ta sẽ cùng xem lại pha vượt đá phạt góc của cầu thủ BKMX Bình Dương. Hướng nhà bóng rất thông minh sau va tranh chấp của Rabu Ali. Và khả năng dứt điểm của Tô Văn Vũ ở trong trận đấu này là thực sự tốt. Rút hết sức quyết đoán để lần thứ hai hạ gục Phí Minh Long ở trong cuối đầu này. Đây là niềm vui của ban huấn luyện câu lạc bộ BKMX Bình Dương sau khi chứng kiến bàn thắng của Tô Văn Vũ. Đây đang là một ngày thi đấu khá nhạt nhòa của hầu hết trong số đó. Tấn Tài. Tô Văn Vũ. Quả tạt quen thuộc. Đánh đầu. Suýt chút nữa thì đã có bàn thắng thứ tư cho cầu thủ BKMX Bình Dương. Hàng phòng ngự của câu lạc bộ Hà Nội đã gặp quá nhiều vấn đề sau khi họ trở lại với lượt về của V-League năm nay. Và bây giờ là cả trận đấu trong khuôn khổ bán kết lượt đi của cúp quốc gia. Ta sẽ cùng xem lại pha dứt điểm vừa rồi. Một tình huống dứt điểm quen thuộc của Tên Linh. Đang chọn vị trí và dứt điểm trong những bóng bổng của Tên Linh được thể hiện tốt ở V-League trong giai đoạn vừa. Cơ hội, Văn Quốc. Không được. Vẫn là những đường dứt điểm thiếu chính xác của các chân sút bên phía đội chủ nhà. Chúng ta vừa được xem lại cú sút của Văn Quyết. Ngay sau khi huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm có hai sự thay đổi người liên tiếp để cho đối thủ vào thời điểm hiện tại đã dẫn trước với tỷ số 3-1. Tô Văn Vũ. Sút bóng. Đó là cú sút của Tiến Linh. Ở những phút đầu tiên của hiệp 2 này thì Tiến Linh đã gặp phải chấn thương sau pha va chạm với Duy Mạnh. Rất may. Rất nguy hiểm. Vẫn là một bài đá phạt góc như vậy. Quả tạt của Thành Lương. Thành Lương, sức ép đang được gia tăng. Thành Lương. Cú sút của Quang Hải không vào. Sẽ có một quả đá phạt góc dành cho đội chủ nhà. Rất nhiều những phương án tấn công đa dạng đang được hiện bởi các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội trong nỗ lực tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số.
Đây là một ngày thi đấu mà các cầu thủ phòng ngự của BKMX Bình Dương ngoại trừ bàn thắng của Hoàng Vũ Sam Sơn đang thực hiện những tình huống chống bóng mỏng rất tốt, đặc biệt là những tình huống cố định. Cuốn đầu phá bóng của Rabo Ali. Thành Hương. Một quả đá phạt ở sát vạch 16m50. Kinh nghiệm và sự tinh quái của Thành Lương mang về tình huống đá phạt này cho đội chủ nhà. Trong hiệp 1, Quang Hải đã thực hiện một cú sút ở cự ly này sau pha vượt đá phạt với Văn Quyết nhưng không thành công. Sẽ cùng chờ đợi cơ hội lần thứ hai. Hai kèo trái của câu lạc bộ Hà Nội đang đứng trước bóng Quang Hải và Thành Lương. Người thiền của đá phạt là Thành Lương. Rất nguy hiểm. Một tình huống phối hợp đá phạt mang lại sự bất ngờ. Người thực hiện quả đá phạt là Thanh Lương chứ không phải là Quang Hải. Ta sẽ cùng xem lại quả đá phạt của Thanh Lương. Moses tiếp tục một quả đá phạt góc cho đội chủ nhà. Của đội chủ nhà. Bóng vừa chạm đầu của Chikedu. Có vẻ như những điều bóng bổng đang phương tấn công không ăn thua đối với hàng phòng ngự của BKMX Bình Dương. Sút xa. Bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn Tấn Trường. Rất nhiều những phương án tấn công đang được thực hiện. Nhưng hiệu quả vẫn đang là con số 0 trong hiệp 2 này đối với đội chủ nhà câu lạc bộ Hà Nội. Được thực hiện cú đá vừa rồi lại là Quang Hải. BKMX Bình Dương đã vượt qua câu lạc bộ Sang Hải Khánh Hòa Việt Nam. Trong đó thì câu lạc bộ Hà Nội đã có hai trận cầu đầy cảm xúc với câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Oseni, Moses Sousa. Trọng tài Nguyễn Hiền Chiết xua bay, không có quả đá phạt 10m dành cho cầu thủ chủ nhà. Và đây là đợt phản công của BKMX Bình Dương. Tiến Linh, Văn Vũ, người đã có một cú đúp ở trong trận đấu này rất hợp lý. Đợt tấn công của BKMX Bình Dương đã kết thúc. Đến thời điểm họ nâng tỷ số lên 3-1 từ tình huống đá phạt góc. Thì vừa rồi là một trong những đợt tấn công hiếm hoi mà BKMX Bình Dương sở hữu ở những phút thiếu vừa qua. Văn Quyết. Trong những tình huống phản công của BKMX Bình Dương thì Văn Kiên và Đoàn Văn Hậu đang để cho các cầu thủ đối phương có quá nhiều khoảng trống. Văn Quyết, Đoàn người, cơ hội dành cho Quang Hải. Một cú chích mũi dày gần như là tương tự với màn trình diễn ở cặp đấu với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng lần này bóng đi thiếu chuẩn xác. Ta cùng xem lại pha phối hợp giữa Văn Quyết và Quang Hải. Duyên ghi bàn vẫn chưa tới với số 19 của câu lạc bộ Hà Nội, cầu thủ sở hữu nhiều cú sút nhất về khung thành đối phương ở trong trận đấu ngày hôm nay. Họ mới chỉ có được một bàn thắng do công của Hoàng Vũ Sam Sơn, nó là quá ít so với những cơ hội mà họ đã sở hữu ở trong trận đấu ngày hôm nay. Trong đó thì hàng phòng ngự lại liên tục mắc những sai lầm và để cho đội khách có được tới 3 bàn thắng. Thành Lương, Quang Hải. Cánh trái là Đoàn Văn Độ. Đó là dứt điểm. Tỷ số được xóa sổ 2-3 cho cầu thủ của Hà Nội.
biệt được rút ngắn xuống chỉ còn một bàn sau pha vào dứt điểm sung mãnh của Đỗ Hồng Dũng. Bàn thắng thứ 5 trên sân vận động Hàng Đẫy. Những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của đội chủ nhà và bây giờ thì họ đã được tưởng tượng bằng bàn thắng vừa rồi của Đỗ Hồng Dũng. Phút 70, BKMX Bình Dương chỉ còn dẫn trước đội chủ nhà một bàn. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống vừa rồi. Giải pháp đến từ những tình huống dứt điểm từ tuyến 2 của Quang Hải và vừa rồi là vào dứt điểm hay chuẩn xác của Đỗ Hồng Dũng. Một tình huống dứt điểm không thể cản phá. Hết sức hợp lý từ pha tranh chấp của Oseni cho tới tình huống tiếp theo mà Văn Quyết thể hiện với Rabu Ali để cho Đỗ Hồng Dũng có được một chút ít khoảng trống để dứt điểm. Oseni không được, bóng đã sửa lưng của Văn Quyết. Hoàng Anh Gia Lai đã từng dẫn trước câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ở trận đấu tứ kết lượt về bằng bàn thắng của Văn Toàn và họ lùi về phòng ngự khi mà trận đấu còn 20 phút trong hiệp 2 để rồi cuối cùng phải đón nhận bàn thua từ cú đánh lưng của Thành Trung. Bây giờ thì các cầu thủ của đội chủ nhà đang chờ đợi đội bóng của họ có thể san bằng tỷ số ở những phút sắp tới. Vừa rồi là quả đạp được thực hiện bởi Đoàn Văn Hậu. Trong trận đấu gần nhất trên sân vận động Hàng Đẫy, đội đã để cho Nam Định dẫn trước tới 3 bàn. Cuối cùng nhỏ vùng lên được 10 phút cuối để giành lại một điểm. Những diễn biến hấp dẫn vẫn đang chờ đợi chúng ta trong phút còn lại của trận đấu này. Hà Nội tấn công và BKMX Bình Dương chơi phòng ngự để bảo toàn được lợi thế và chờ đợi tôi từ những tình huống phản công. Đá phạt góc của Văn Quyết không được. Văn Quyết có bàn dứt điểm không vào, bóng đi vào xà ngang. Người vừa băng lên và dứt điểm là trung vệ Thành Trung. Đó đã là cái tên ghi bàn thắng quyết định giúp cho câu lạc bộ bóng đá Hà Nội có mặt tại bán kết của cúp quốc gia năm nay. Bàn thắng sang bằng tỷ số 1-1 trận đấu tứ kết lượt về với câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Trên sân thì thủ môn Bùi Tấn Trường của đội khách đang bị đau khi mà Đỗ Hồng Dũng ghi bàn thắng dẫn tỷ số xuống còn 2-3. Thì những hành động như thế này của thủ môn Bùi Tấn Trường là những kinh nghiệm cần thiết để làm giảm hưng phấn của đội chủ nhà. Cúp quốc gia là giải đấu mà huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm tuyên bố rất muốn đội bóng của ông sẽ có thể phá được rớp luôn thất bại 3 lần đã vào tới chung kết nhưng không thể có được chiếc cúp vô địch. Đây là danh hiệu duy nhất mà đội bóng Thủ Đô còn thiếu tại phòng truyền thống của họ. Và trong một mùa giải mà gần như V-League đã nằm gọn trong túi của đội bóng Thủ Đô thì cúp quốc gia là mặt trận mà họ muốn sẽ tạo ra được một dấu ấn đậm nét. Chiến dịch cúp quốc gia của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ở trong năm thi đấu 2018 đã khởi đầu một cách vô cùng chật vật tại vòng loại khi họ chỉ có thể vượt qua Đắk Lắk bằng loạt sút phạt luân lưu. Sau đó thì ở vòng 1/8 họ vượt qua câu lạc bộ Sài Gòn với tỷ số đậm 5-0. Sau hai lượt trận ở vòng tứ kết họ hòa 3-3 với Hoàng Gia Lai, giành quyền đi tiếp nhờ lợi thế bàn thắng trên sân khách. Và bây giờ thì ở vòng bán kết, câu lạc bộ bóng đá Hà Nội đang để cho đội khách BKMX Bình Dương dẫn trước 3-2 ngay trên sân vận động đấy ở trận đấu bán kết lượt đi này. Văn Kiên vừa qua thì người ta không được thấy những đợt phản công của BKMX Bình Dương nữa. Đơn giản bởi sức ép mà câu lạc bộ Hà Nội tạo ra là quá lớn. Toàn bộ đội hình của BKMX Bình Dương đã phải lùi về phía phần sân nhà.
Đây là lối chơi mà anh Gia Lai đã thể hiện trước câu lạc bộ Hà Nội ở trận đấu tứ kết lượt về sau khi họ có bàn thắng dẫn trước. Bóng vừa chạm đầu của Thành Trung. Quả đá phạt dành cho đội chủ nhà. Pha va chạm giữa Đinh Hoàng Max và Văn Quyết. Đây là phút thứ 75. Các cổ động viên của đội chủ nhà đang cổ vũ rất nhiệt tình cho đội bóng của mình khi mà cách biệt giữa đội bóng này chỉ còn là một bàn. Sự có mặt của Thành Lương và Oseni đã phần nào đó tạo ra sự khác biệt trong những phương án tiếp cận. Đứng trước quả đá phạt đang là Văn Quyết. Lội ngược dòng để sát bằng tỷ số. Trận đấu thứ hai liên tiếp trên sân Đèo Bàn Đáy. Lần trước là cái biệt 3 bàn với Nam Định và bây giờ là cái biệt 2 bàn với BKMX Bình Dương. Tất cả đã được san bằng vào thời điểm này. Ba đều và Moses không mất nhiều thời gian ăn mừng bàn thắng mà anh muốn các đồng đội của mình cần ngay lập tức quay trở lại với trận đấu. Hai đội vẫn đang cân bằng và lợi thế vẫn đang thuộc về BKMX Bình Dương bởi đây mới chỉ là trận đấu bán kết lượt đi. Hãy cùng xem lại tình huống đá phạt của Văn Quyết tạo cơ hội cho Moses ghi bàn thắng. Hướng chọn điểm rơi không thực sự chuẩn xác của thủ môn Bùi Tuấn Trường. Rất nhiều những phương án tấn công đã được cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội sử dụng. Khi hàng phòng ngự không duy trì được độ chắc chắn thì hàng tấn công mạnh nhất của Việt Linh đang giành lại cho đội bóng thủ đô ít nhất là sự cân bằng với đối phương vào thời điểm này. Văn Quyết và đội bóng của Đỗ Hùng Dũng. Đỗ Hùng Dũng và Văn Quyết, hai cầu thủ trên 23 tuổi được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập, đều đã có những dấu ấn của mình trong trận đấu ngày hôm nay. Với Đỗ Hùng Dũng là một pha dứt điểm nguy hiểm trong hiệp 1 và bàn thắng giúp dẫn tỷ số xuống còn 2-3. Và với Văn Quyết là tình huống đá phạt kiến tạo cho Moses lập công, và trong hiệp 1 cũng đã có một pha kiến tạo cho Hoàng Vũ Sam Sơn. Chưa có một đội khách nào giành được thắng lợi trên sân Hoàng Đẫy ở mùa giải năm nay. Thành Lương. Oseni. Văn Kiên. Bóng đi thẳng về khung thành của thủ môn Bùi Tấn Trường. Thêm một quả đá phạt góc nữa dành cho đội chủ nhà. Tinh thần của họ đang lên cao sau khi có được bàn thắng sang bàn tỷ số của Moses. Quả đá phạt góc thứ 14 của các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội trong trận đấu này. Hồ Sĩ Giáp đã kịp thời can thiệp trước khi mà câu lạc bộ Hà Nội có được cú dứt điểm của Văn Quyết. Moses. Thêm một quả đá phạt góc nữa. Văn Quyết rất nguy hiểm. Một lần nữa thì hàng phòng ngự của câu lạc bộ BKMX Bình Dương không thể làm chủ được tình hình. Quả này
vào. Quang Hải là người có nhiều cú sút nhất về khung thành của thủ môn Tấn Trường trong trận đấu ngày hôm nay. Vẫn chưa có duyên ghi bàn của Quang Hải ở trong trận đấu này. Vẫn là những pha dứt điểm quen thuộc. Phút 80, 6 bàn thắng đã được ghi trên sân vận động Hoàng Đẫy. Tỷ số đang là 3 đều ở trận đấu bán kết lượt đi. Như vậy là hai trận đấu bán kết lượt đi diễn ra trong ngày hôm nay đã cống hiến cho người hâm mộ 11 bàn thắng. Thắng lợi dành cho Sông Lam Nghệ An trên sân của FLC Thanh Hóa. Và bây giờ là một kết quả hòa đang diễn ra trên sân vận động Hoàng Đẫy. Chu Đình Nghiêm đã có hai sự thay đổi cầu thủ. Ông đưa Thành Lương và Oseni vào sân để thay thế cho Ngân Văn Đại và Hoàng Vũ Sam Sơn. Câu trả lời đến từ sự điều chỉnh của huấn luyện viên Trần Minh Chiến. Huấn luyện viên của đội khách đã đưa Hồ Sĩ Giáp vào sân để thay thế cho Tuấn Cảnh. Bàn quyết. Đây là Đỗ Hồng Dũng. Xuống. Rất nguy hiểm. Bóng vẫn đi gần với vị trí của thủ môn Bùi Tấn Trường. Oseni. Quang Hải. Oseni. Không được. Tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội của cầu thủ chủ nhà ở những phút thiếu vừa qua. Họ muốn kết thúc trận đấu bán kết lượt đi này bằng một thắng lợi sau khi đã vùng lên để có được hai bàn thắng liên tiếp san bằng tỷ số ở những phút thiếu đã qua của hiệp hai. Tấn Tài trong hiệp 1 thì khả năng điều tiết lối chơi của Tấn Tài được thể hiện rất tốt. Việc suy giảm đã khiến cho Tấn Tài không duy trì được nhịp độ và khi mà đội bóng của anh bị đẩy lùi quá sâu bên phía phần sân nhà, Max Bình Dương đã phải đón nhận hai bàn thua những phút vừa qua. Đinh Hoàng Max, người đã ghi bàn thắng mở tỷ số của trận đấu này, rời sân. Người vào sân là Trung Tín. Đó là sự thay đổi người cuối cùng của huấn luyện viên Trần Minh Chiến. BKMX Bình Dương muốn có một kết quả hòa ở trong trận đấu bán kết lượt đi này. Hai đội sẽ bước vào trận đấu lượt về sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 9 trước khi V-League trở lại. Kéo dài thời gian của cầu thủ BKMX Bình Dương. Rabu Ali. Sút xa. Lần này thì trái bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn Phí Minh Long.
Đó mới là cú sút thứ hai mà cầu thủ BKM Bình Dương sở hữu ở trong trận đấu thứ hai mà chúng ta đang theo dõi. Trước đó là pha dứt điểm thành bàn của Tô Văn Vũ. Trong 2/3 thời gian thi đấu của trận đấu này, hàng phòng ngự của BKMX Bình Dương đã thi đấu tốt. Cuối cùng thì họ cũng không thể duy trì được độ chắc chắn và để lọt lưới hai bàn thua liên tiếp. Thôi! Hùng Dũng dứt điểm. Moses không vào. Thêm một cơ hội nữa bị bỏ lỡ. Đáng tiếc cho đội chủ nhà. Vừa rồi là hai tiếng dứt điểm liên tiếp của cầu thủ trung tâm Đỗ Hùng Dũng và Moses. Chúng ta sẽ cùng xem lại lần nữa pha dứt điểm kỹ thuật của Moses. Còn 5 phút nữa trong thời gian thi đấu chính thức. Tỷ số vẫn đang là 3 đều. Biên thuộc về đội chủ nhà câu lạc bộ Hà Nội. Họ muốn có được lợi thế trước khi bước vào trận bán kết lượt về. Đây là một trận đấu một lần nữa, trận đấu thứ 3 liên tiếp mà hàng phòng ngự của câu lạc bộ Hà Nội để lộ ra nhiều vấn đề. Lần thứ 3 liên tiếp trên sân hàng đẫy họ phải đón nhận tới 3 bàn thua. Thành Hương. Đỗ Hùng Dũng. Đây là Quang Hải. Không thành công. Vẫn đang là Văn Quyết. Đó là một tình huống cản phá tốt của Hồ Tấn Tài. Nỗ lực của Văn Kiên. Hết sức khẩn trương. Thời gian không còn nhiều. Kết quả này sẽ mang lại lợi thế cho BKMX Bình Dương, bởi họ sẽ được thi đấu trên sân nhà trong trận đấu lượt về. Đây là nỗ lực cứu bóng của Văn Kiên. Thành Lương, phút 89. Quả đạt của Đoàn Văn Hậu, nhưng đó là một pha xử lý chuẩn xác của Bùi Tấn Trường. Không có gì phải vội vàng. Phút thi đấu chính thức cuối cùng và BKMX Bình Dương đang có một kết quả hòa trên sân Đồng Hàng Đẫy trong trận đấu bán kết lượt đi. Một kết quả sẽ mang lại lợi thế cho họ khi hai đội bước vào trận lượt về diễn ra vào đầu tháng 9. Trận đấu tứ kết lượt đi với Hoàng Anh Gia Lai, câu lạc bộ đá Hà Nội cũng chỉ có được một kết quả hòa. Đó là một trận đấu mà chơi trên sân Pleiku. Một lần nữa ở cúp quốc gia,
trong trận đấu lượt đi. Câu lạc bộ Hà Nội chỉ có được một kết quả hòa trước đối thủ của họ. Phút thi đấu chính thức cuối cùng. Đoàn Văn Hậu. Trọng tài đang để cho đội chủ nhà được hưởng phép lợi thế. Quang Hải. Văn Kiên. Bóng không tới được vị trí của đội trưởng Văn Quyết. Thời gian đã bù giờ dành cho hiệp 2 của trận bán kết lượt đi này sẽ là 3 phút. Quang Hải. Bóng đi hơi quá tầm của đội trưởng Văn Quyết. Đây đang là những nỗ lực của câu lạc bộ Hà Nội nằm tìm kiếm bàn thắng trong những phút bù giờ. Lỗi thuộc về Duy Mạnh. Một pha tranh chấp 5 ăn 5 thua. Anh Tài. Không còn nhiều thời gian. Và đánh chặn của Moses. Quang Hải. Những cơ hội gần như là cuối cùng của đội bóng thủ đô ở trong trận đấu bán kết lượt đi. Thành Lương. Bóng được mở sang bên phía anh Lang cánh phải. Không được. Cú chạm bóng cuối cùng thuộc về Đỗ Hùng Dũng. Đội khách BKMX Bình Dương đang tiến dần tới việc sẽ có được lợi thế trước khi bước vào trận bán kết lượt về bằng kết quả hòa này. Thành Lương. Đây là phút đá bù giờ thứ 3. Phút đá bù giờ cuối cùng. Bóng đi hết đường biên. Và có lẽ là mọi thứ đã kết thúc với những nỗ lực của đội chủ nhà. Không còn đủ thời gian nữa. Trận đấu thứ 3 liên tiếp trên sân động Hàng Đẫy mà đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm phải đón nhận 3 bàn thua ở những đấu trường khác nhau. Những bàn thua không mang nhiều ý nghĩa nhưng đã để lộ ra nhiều vấn đề ở cuối đầu với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Những bàn thua trong một ngày mưa trước câu lạc bộ Nam Định. Và ngày hôm nay là 3 bàn thua trước BKMX Bình Dương ở trận đấu bán kết lượt đi. Giải đấu mà đội bóng thủ đô đặt quyết tâm cao nhưng họ vẫn chưa có duyên. Sẽ còn rất nhiều khó khăn chờ đợi câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ở trận đấu bán kết lượt về sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 9 tới đây. Câu lạc bộ BKMX Bình Dương đã hoàn toàn chịu trận ở 20 phút cuối trận đấu bán kết lượt đi này nhưng họ đã duy trì được thành quả, khả năng tận dụng cơ hội tốt giúp cho các học trò huấn luyện viên Trần Minh Chiến có được chút lợi thế trước khi bước vào trận đấu bán kết lượt về. Tỷ số cuối cùng của trận đấu này là 3-3, 3 bàn thắng của BKMX Bình Dương thuộc về Đinh Hoàng Max và cú đúp của Tô Văn Vũ, trong khi đó thì 3 bàn thắng của câu lạc bộ Hà Nội thuộc về Hoàng Vũ Samson, Đỗ Hùng Dũng và Moses. Như vậy là 2 trận đấu bán kết lượt đi của cúp quốc gia diễn ra trong ngày hôm nay đều đã cống hiến cho người hâm mộ những trận cầu nhiều bàn thắng, 5 bàn thắng ở trận đấu Sông Lam Nghệ An vượt qua FLC Thanh Hóa và 6 bàn thắng ở cuộc đấu mà chúng ta vừa được theo dõi trên sân Hàng Đẫy. Tất cả sẽ được định đoạt để tìm ra 2 cái tên lọt vào trận chung kết cúp quốc gia năm nay sau khi các trận đấu bán kết lượt về kết thúc vào ngày 5 tháng 9. Quý vị và các bạn thân mến, vừa từng đoạt trận đấu giữa 2 câu lạc bộ Hà Nội và BKMX Bình Dương của chúng tôi xin được phép khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.